Điểm bắt đầu của chữ A trên đường kẻ ngang, giữa hai đường kẻ dọc, cong sang trái, tiếp xúc vào giữa, xuống dưới, tiếp xúc vào giữa, cắt qua đường kẻ dọc thứ nhất ở điểm 1/4, qua đường kẻ ngang ở điểm 1/4, đường kẻ ngang trên ở giữa, tiếp tục đường kẻ dọc bên phải ở giữa. Như vậy phía dưới này sẽ là 3/4 đường tròn. Chuyển qua nét xiên và hơi lượn đến phía trên là 1/4 đường tròn. Sau đó chúng ta sẽ kéo trùng với đường kẻ dọc nét số thẳng và móc ngược. Đấy, đến khoảng gần sát đường kẻ đậm chúng ta sẽ viết lên móc. Khoảng 1/4. Chúng ta quan sát. Nét cong 3/4 đường tròn. Ở phần này chúng ta nhẹ tay hơi tì một chút thôi, không tì mạnh. Đưa xiên lên thì nhẹ hết mức có thể. Cong tròn 1/4. Khi kéo thẳng nét sổ chúng ta sẽ tì mạnh tay. Đấy, xuống dưới lại nhẹ tay tạo nên móc ngược. Chúng ta hoàn thành hai nét của chữ A. Nét thứ ba là nét ngang. Thì lại xác định một cái điểm trên đường kẻ dọc 1/4 ngay sát đường kẻ ngang. Chúng ta viết nét lượn qua đó. Rồi, hoàn thành chữ A. Chúng ta viết nét thứ nhất cong. Rồi, cong thì đúng quá rồi. Nét thứ hai chúng ta cũng lại cong tiếp. Đấy. Rồi, tạo thành chuối. Hình như là chuối. À, chúng ta tránh các lỗi như trên. 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Như vậy chúng ta sẽ viết được chữ